Trung Kiên Moto lại lên một chiếc xe thanh lý cho anh chị em nhé. Anh chị em ơi, rất lâu rồi Trung Kiên mới lên được chiếc này, chiếc thứ hai. Đây là giờ vàng bán win cho anh em. Có rất nhiều bác trai đang theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên mà chưa tìm được chiếc xe nào ưng ý cho anh em mình. Và hiện tại Trung Kiên đang quá tải mất 80 xe. Thì anh em hiện tại đang 80 xe đang chờ dọn đúng không? Thì mới dọn khoảng 4 đến hôm nay chắc khoảng 3 năm 40 xe thôi. Còn khoảng chắc phải còn tầm khoảng 40 xe nữa chưa dọn xong. Thì em vẫn công khai lên cộng đồng mạng là em tạm ngừng nhận dọn xe mới. Tức là anh em có gửi cho em thì em không nhận dọn nữa vì nó quá tải rồi. Đấy thì đây là chiếc xe mà anh Già Nga Khá. Anh Già Nga Khá là cách đây tầm khoảng từ tháng 4, tháng 5 gì đấy, là anh có mua nhà Trung Kiên. Anh bên sinh sống và làm việc bên Hưng Yên. Nhà anh là gốc ở... À đâu, anh ấy gốc là Hưng Yên. Gốc là nhà Hưng Yên. Còn sinh sống và làm việc ở Dubai. Bên Dubai đấy, đất nước rất là giàu có. Đấy, thì anh có bảo là Kiên ơi, anh đặt chú một chiếc xe win, chú phục dựng giúp anh để khi nào anh về nước anh sẽ đi. Thì anh Khá anh ấy đi về nước anh đi được tầm khoảng đâu khoảng 2-3 tháng gì đấy, em không biết chính xác. Nhưng bác điện là Kiên ơi, anh trải nghiệm xong rồi, anh về nước anh đi rồi, giờ anh đi tiếp mấy năm nữa cơ, chắc phải tầm 5 năm gì em không quan tâm, anh nói em không nhớ, em chỉ quan tâm cái xe thôi. Thì bây giờ chú này lấy lại cho anh, bao giờ anh về nước anh lại có tiền điều kiện anh mua một chiếc xe mộc sau. Đấy thì em bảo ngày xưa anh mua nhà em bao tiền thì đây, có công khai giá đây. Đấy nhá, để em quay cho anh, chờ anh tí. Tất cả cộng đồng mạng dù đúng dù sai em quay lại này. Đây quay đây. Đây nhá, anh em quay này. Đây này, anh mua nhà em cọc cho em 5 triệu đầu tiên này, đây 5 triệu cọc này. Đúng không? Anh chuyển tiền giúp. Anh chuyển tiền ok em kiểm tra giúp anh nhé, đúng không? Đây này, 5 triệu cọc nhá. Ngày bao nhiêu xem nào. Ngày bao nhiêu ở đây, nó ghi ở đây. Ở đây thì vào đây, chờ tí nhá. Đây cho anh em cộng đồng mạng xem luôn ngày bao nhiêu. Để xem anh mua ngày bao nhiêu nhá. Đấy, em mua bán nó công khai hết. Đây này, không có ngày đây nhỉ, không có ngày rồi đây, xem ngày chuyển đến đây này. Đây là ngày xưa nó bẩn thỉu như này, anh em nhìn thấy chưa, nó bẩn thỉu chưa. Đấy, em nhớ ngày bao nhiêu. Đây, ngày 19 tháng 10 2023 này, anh đặt từ ngày 19 tháng 10 2023 này. Đấy, tiếp tục này, anh chuyển tiếp một lần 25 triệu này. Và tiếp tục sang anh đi nịch bay của anh này, mùng 8 anh về đây này. Đấy, tiếp tục anh sang đến nơi anh chuyển cho em tiếp 13 triệu này. Là tổng 43 triệu anh em nhé. Tổng anh mua chiếc xe này là 43 triệu đấy. Em thì có thể nào muốn nói như thế. Tổng là 43 triệu con xe này và ship dành anh 1 triệu là 44 triệu. Thì em tính là 43 triệu, em trừ đi 15%. 43 triệu này. 43 triệu này. Nhân với 0,15 này. Là bằng là trừ của anh đi tổng là 6 triệu 450 nghìn. 6 triệu 450 nghìn đấy, 43 triệu. Trừ đi 6 triệu 450 nghìn là còn 36 triệu 550 nghìn đúng không? Em cộng 3 triệu. Em bán con này ra cho anh em là 39 triệu 550 nghìn. Anh em nghe rõ nhá. Chiếc xe là anh Vàng Nga Khá, Già Nga Khá. Anh mua nhà em từ tháng 10 năm 2023. Là từ lúc nó đồng nát sắt vụn đấy, nhưng biển nó là biển đẹp. Chiếc xe này em mua của bác gì bên Hưng Yên đấy. Cũng bên Hưng Yên luôn. Đấy thì em có dọn lên cho anh phục dựng lên giá trọn gói là 43 triệu tròn. Đấy. Thì anh về anh đi trải nghiệm được 2-3 tháng xong anh lại gần anh đi 4-5 cây, quay đây em. Anh đi 45 cây này. Đây quay về đây. Đây, về nhà anh đi rất ít này. 45 cây gần như chỉ đi cà phê này, 45 cây đúng không? 45 cây. Rồi quay xe ra. Đây biển số đây. Biển số đây. Biển 1982 nhá. 1982. F1 luôn. F1 1982. Cho xem cái biển luôn này. Đấy, 99F1 1982. Đấy. Con này anh ấy lên đồ cơ bản cho anh em nhé. Lên tất cả đồ cơ bản. Con này bình xăng zin này. Đấy, bình xăng zin này. Thu trước zin này. Đấy, yên zin này. Đấy, bốn củ sinh nhan zin đen này, anh nhìn này. Đấy, mềm nhũn này. Đấy. Đấy. Nếu anh em nào mua lại chiếc xe này thì anh em đã trở về được chế độ là gói cơ bản. Anh em ăn không cái tiền biển này. Ăn không cái biển 1982 này. Thế cho nên là khi em đã đăng xe này lên ấy, thì nếu anh em nào sinh năm 1982 mua thì là VIP nhất luôn, đỉnh luôn, ăn không cái biển. Và nếu bác trai nào mà mua lại cái xe này thì là coi như được không cái biển này luôn. Tuy không phải năm sinh cũng được không cái biển này. Thì vừa nãy em đăng cái video trước lên ấy, em đăng cái video trước lên thì có hai bác trai điện. Một anh người Hà Nội điện, bảo Kiên ơi, anh muốn rút hồ sơ.
thì em đã công khai với bác ấy rồi, em sẽ nói rõ luôn. Mới em nhổ cái răng số 8 này vì bị đau răng anh em ạ. Em nghỉ mất 2 hôm nay em giao xe cho khách vì đau răng quá. Về rồi răng làm thuốc. Thì em công khai lại cho anh em này. Các bác trai Hà Nội có điện em ở kia ơi. Cái xe rút hồ sơ được không? Thì em khẳng định với anh em là em rút được hồ sơ được. Em rút được hồ sơ nhưng em sẽ không rút. Là vì nó là biển 1982. Bây giờ anh em đi mua biển anh em mất không cái biển rút nó lãng phí nên em sẽ từ chối bán xe luôn luôn. Em dám công em từ chối bán con xe này cho bác trai Hà Nội luôn. Đấy. Và em có phân tích cho bác trai Hà Nội là nếu bây giờ bác mà mua cái biển này, bác rút được hồ sơ thì em vẫn rút được nhưng em sẽ không rút. Vì nếu rút nó sẽ lãng phí đi một cái biển vừa là biển 4 số. Chơi win phải ít nhất ưu tiên biển 4 số hoặc 3 số là đời, nó là xe cổ mà ưu tiên biển cổ. Còn anh em muốn chính chủ sang biển 5 số em vẫn hỗ trợ được. Nhưng em sẽ không rút hồ sơ con này đâu. Vì nó là biển 1982. Thì em bảo là nếu thế thì bác cứ suy nghĩ thì em có thể em vẫn đăng lên, em đăng video mới này lên thì em sẽ hỗ trợ bác này. Em lấy cái biển 4 số của Hà Nội em ném vào trong xe này là xong. Đấy. Chứ bây giờ bác gọi xong là bác lại nạm câu này chứ. Thế bây giờ lấy biển 4 số Hà Nội cho anh xong lại rút hồ sơ. Ô thế thì khác gì bác vứt không cái hồ sơ biển 4 số Hà Nội đi à? Thế thì bác lấy bất kỳ biển nào cũng được, bác rút hồ sơ là xong. Nhiều anh em vẫn không hiểu bác kia ơi có biển Hà Nội không? Bà em có. Bà thế có rút hồ sơ được không? Đã rút hồ sơ rồi thì biển gì quan trọng gì nữa. Có cái biển em không rút hồ sơ vì nó là biển đẹp, biển 1982 em không rút. Em đăng lên kể cả không ai mua em vui vẻ luôn. Nó thật luôn. Anh em có nhớ cái kèo xe win biển 4067 của bác Long ở Nghệ An hay là Hà Tĩnh không? Bác mua nhà em bác bỏ kèo mất 5 triệu không? Bác không trả lời em, đến bây giờ bác cũng chưa trả lời. Thế chiếc xe em đăng lên chưa đầy 5 phút là có bác trai ở Bắc Linh bác mua rồi. Đầu tiên bác trai ở Hà Nội mua, sau bác lại thích biển Hà Nội, bác chuyển sang biển Hà Nội. Thế lại nhượng lại cho bác Bắc Linh, bác chốt sau đấy. Còn chiếc xe hôm qua em đăng ở đây. Tối hôm kia em đăng ở đây vì hôm qua em ốm. Tối hôm kia em đăng ở đây là biển 167277. Thì bác trai Hải Phòng cũng sau 2 phút bác cái chốt luôn. Thế chiếc xe này thì em đăng lên cũng là giờ vàng cho anh em vì em nói anh em như này này, có rất nhiều người bỏ tiền ra để phục dựng xe win. Bỏ ra hẳn 2 triệu để làm nhanh làm sớm. Em không dám nhận. Theo đây chiếc xe nhà đã dọn sẵn đây rồi, anh em chỉ việc xơi thôi. Chỉ việc xơi thôi. Đấy. Mà anh em không biết đường mà xơi. Vừa không mất tiền dọn vừa ăn ra được mấy triệu. Để xem ai gọi đây. Alo. Thì đồ đạc tả như thế nào em? Anh em đang quay video chi tiết. Anh cứ hiểu lôm na là em đang quay video nhá. Anh xem video chi tiết có mặt anh Huy Lâm này. Anh Huy Lâm gọi cho em này. Em đang quay video đây thì em nói qua là con xe này là anh Giàng A Khá là anh mua con xe này. Tổng lên là 43 triệu, ship 1 triệu là 44 triệu. Thì anh ấy đi trải nghiệm được mấy tháng là anh đi sang Dubai anh làm việc tiếp ấy. Em mua lại trừ đi 15% là còn 36 triệu 500. Em cộng 3 triệu là 39 năm. Đấy. Con này là dọn à, dọn lại hết à? Vâng ạ. Em đang quay video tí nhá bác nhá. Bác chờ em quay video bác. Em nghe cái giọng bác Lâm này em biết bác sẽ không mua con này được rồi. Vì bác thích xe mộc. Dọn hết rồi là biết rồi. Em nhắc lại cho anh em nhá. Xe mộc và xe dọn mới là hai trường phái đi song song với nhau. Có rất nhiều bác nhá. Xe mộc rất là đẹp. Cực đẹp luôn. Nhưng bác vẫn gửi em dọn này mới. Em còn bác ơi bác dọn mới như này là mất giá trị đấy. Bác đang mộc đẹp thế này mà bác dọn mới như này là mất giá trị. Vì có những người thích mới mà không kệ bác thích mới mày dọn mới cho bác. Đấy, được chưa anh em? Đấy, cho nên là xe mộc và xe mới nó là hai trường phái đi song song. Cũng như câu chuyện em có giao một chiếc xe mộc à một chiếc xe mới cho bác trai Nam Định có nhớ không? Sao ông hàng xóm ông ấy chê đấy, ông bảo là cái xe này cho không đi đấy. Ông đâu hiểu được là mỗi người một suy nghĩ khác nhau, một quan điểm, tôi thích mới thì dọn mới, còn nó thích mộc cũng dọn mộc. Cũng như câu chuyện nhà em dọn xe win lên ấy, 26 triệu là gói cơ bản. Gói trải nghiệm cho anh em là toàn đồ lô. Thì anh em vào chê là úi dồi Trung Kiên toàn dọn đồ lô. Nhưng anh em đâu hiểu được là đồ lô hay đồ zin ấy là tùy theo túi tiền của khách hàng của em. Có cái khách hàng em từng kinh tế chỉ có 26 triệu thôi thì em dọn 26 triệu. Có những người mở mồm nói những câu là toàn đồ lô thì anh em có điều kiện đúng không? Anh em bỏ tiền vào em dọn đồ zin. Nhưng em giá nào cũng có từ 26 triệu trở lên. Còn nếu anh em có xác xe gửi cho em thì 20 triệu trở lên. Cái gì zin em giữ lại, cái gì lô em thay. Để không mất thời gian của anh em nữa thì em chỉ là phân tích qua cho anh em một lần nữa cuối cùng là chiếc xe này là của anh Giàng A Khá ở Hưng Yên. Sinh sống và làm việc gốc nhà Hưng Yên và anh đang làm việc bên Dubai. Anh ấy mua nhà em từ tháng 10 em phục dựng lên đến tận tháng 4 gì đấy, tháng 4 năm 2024 anh mới lấy. Thì anh đi trải nghiệm khoảng 2-3 tháng gì đấy không biết. Thì anh ấy lại bảo là anh lại sang Dubai. Anh trải nghiệm xong rồi, anh lại bán lại cho em. Thì em mua lại giá gốc trừ đi 15%. Đấy. Và bây giờ em lại cộng cà phê lại 3 triệu. Anh mua 43, ship 1 triệu là 44. Nghe rõ anh em nhá. Trừ đi 15% là còn 36 triệu 500.
Em cộng cà phê 3 triệu là 39.500. Đấy, nếu anh em mua, em công khai đồ cho anh em, công khai giá cho anh em, và em ship tận nhà anh em. À, cộng tiền ship tận nhà anh em. Em phải nói cộng tiền ship, không biết nhiều người bảo là sao không nói rõ, anh tưởng bao ship. Nhà em luôn luôn là cộng ship. Cộng ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra, ok em đếm tiền. Đây em dẫn nổ, em đi thử vòng nhá. Đấy, quên mất đấy. Này, tay lái này anh em này, nhìn tay lái này, mềm nhũn chưa? Đấy, thụt này, nhìn này, đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, thụt mềm nhũn nhá, dặn nổ này. Để rất lâu rồi dặn, em xả mỗi xăng cho này phát này, xả xăng cho này phát là nổ luôn. Em mới rửa sạch thôi nhá. Đây quy nó nào giờ? Đấy, đi này nhá. Đấy nhá anh em này. Lổ từng tiếng anh em ạ, lổ cả ngày không chết máy. Đây anh em nhá, lổ từng tiếng cho anh em nghe từng máy này. Đây, lổ từng tiếng anh em nhá. Đây, lổ từng tiếng em không, em thích nhá. Đây, đấy, em thích nhá, bịt bô em thích nhá. Vì em quay qua mic cho nên là anh em cái tiếng bô nó sẽ không chuẩn được. Đấy, em có thể rút mic ra được. Rút mic ra xong em lại cắm lại. Rút mic ra. Đấy, anh em có hiểu, nhiều anh em bảo sao tiếng bô nghe chán thế, thì nó có hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên là em nghe qua mic. Qua mic thì tiếng bô nó không thể chuẩn được như kiểu mình nghe bỏ mic. Vấn đề thứ hai là nếu anh em thích nghe tiếng bô hay, anh em có thể bỏ ra. Ngày xưa em nói là mười mấy triệu cái bô, bây giờ anh Tuyền anh bán mấy chục triệu cái bô. Anh em không nghe nhầm đâu. Một cái bô này bằng cả cái xe. Thế cho nên là nhiều anh em cứ đam mê đi, cứ tìm hiểu đi, sẽ hiểu được giá trị của xe Win nó kinh khủng như nào. Đấy, còn đến với Trung Kiên thì thuận mua vừa bán. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận về giá trị xe bao nhiêu. Bây giờ em sẽ nói đủ rồi, em xin phép em quay lại vòng cho anh em. Anh em đợi em quay một vòng cho anh em. Nếu anh em thấy ưng, anh em chốt thì alo cho em nhé. Đấy, ok, đưa anh quay. Đây là anh em này. Đấy, việc đầu tiên Trung Nguyên quay cho anh em là cái bình xăng nhá. Quay chi tiết lại này. Đấy, anh em nhìn kỹ nhá. Nếu ưng chiếc xe này thì alo thật nhanh cho em. Đấy, con này đồ zin, nó là cơ bản. Đấy, mới tinh hết anh em nhìn này. Bánh bánh bay mới tinh hết nhá. Đấy, mới tinh hết này. Thụt này. Đấy, để chân này. Đấy nào, để chân này. Càng zin này, càng zin này. Đấy, ốc mới tinh hết này. Lốc này, hơi đầu bò này. Đấy, thụt trước zin này. Bánh bánh zin hết nhá. À, đũa Mayer là zin nhá. Đũa lô, quên, xin lỗi. Là nó vành bánh mang tiếng. Đây, thụt này. Thụt zin này. Thụt zin này. Thụt zin nhá. Mayer này. Đũa này. Vành made in Indonesia thôi. Đấy, rè này. Rè này. Hơi đầu của anh em nhìn này. Quan trọng là củ máy anh em nhé. Quan trọng là củ máy. Còn em nói luôn là em mua thế nào bán như thế, chứ em không bao giờ em giấu giếm. Đấy, cho anh em cả xem video rồi. Đấy, coi này. Đấy, bình xăng này. Bình xăng zin vuông góc này. Tem, tem này là 1:1 luôn đấy. Tem này đích thân nhà em in ra đấy. Như tem zin luôn. Yên zin này. Đấy, ốc ác này anh em nhìn này, sáng trưng hết này. Đấy, đồng hồ này mới đi 45 cây, 45 cây 2. Khóa một chìa nhá, này, khóa một chìa này. Khóa một chìa cắm được 3 ổ luôn nhá. Mở 3 ổ luôn. Anh ạ. Anh ạ. Đấy anh em này. Công tắc này. Tay nắm này. Đấy, xi nhan zin này anh em này. KGD này, mềm nhũn này. À, đấy, bẻ thoải mái luôn nhá. Đấy, xi nhan zin bẻ thoải mái anh em này. Bẻ thoải mái nhá. Đấy. Lốp tét là mới tinh hết nha anh em nhé. Mới tinh hết này. Nguyên tật ông anh có đi mấy đâu, 4-5 cây mà. Đấy, là anh em ăn ra được mấy triệu bạc. Làm gì ra đâu. Nhiều bác trai có hỏi anh em là Kiên ơi, có chiếc xe là phục dựng sẵn không? Thì em xin phép anh em là hiện tại là quá tải, em bảo rồi. Nhưng đây những xe khách, một là khách để lâu vì lý do gì đấy, ví dụ như Euro bóng đá là không lấy, ví dụ thế. Vì nếu rồi không quan tâm, mà em quan tâm là em bán lại cho anh em. Những bác chờ được chiếc xe này là những chiếc xe giờ vàng đấy anh em ạ, giờ vàng đấy. Đấy, anh em nhìn này, đẹp chưa?
Đấy. Em nhắc lại một lần nữa nhá, đừng bác nào hỏi là Kiên ơi xe này có rút hồ sơ được không nhá. Em nhắc lại này, xe nhà em 10 con thì rút được cả 10. Nó chỉ có trường hợp này không xảy ra này. Ví dụ như chủ mất này, chủ chết đấy, hoặc chủ đi nước ngoài này, hoặc vì biển đẹp này. Ví dụ như biển này là biển đẹp này, em sẽ không rút. Em sẽ không rút vì nó sẽ lãng phí. Ví dụ bị anh em rút hồ sơ con này thì anh em mua con khác cho em. Đừng lấy con này vì nó lãng phí cái biển này. Thứ nhất là biển 4 số F1 mà lại là biển năm sinh 1982. Đấy. Con này về anh em sẵn chỉ đổ xăng là chạy thôi, không phải làm cái gì cả. Anh em về cứ sẵn đổ xăng chạy. Đấy, trông nó trường xe anh em không? Trông nó khôn cái xe ấy. Vì cái đồ zin nó cơ bản, con này nó là bản trải nghiệm nhưng mà khách lên bản tiêu chuẩn rồi. Đấy, gọng bị tiền để VIP đấy, anh Giang Nga Khá và anh xem được xe này là anh biết. Em công khai luôn là khách hàng. Anh Nga Khá anh này sẽ xem được anh sẽ biết, chứ còn em công khai cả tin nhắn đấy, em mua em rõ ràng đấy. Không biết là lên YouTube có bị vi phạm quyền không thì em cứ quay đoạn đấy cho anh em xem đấy. Anh chuyển cho em mã đầu tiên là 5 triệu cọc. Mã thứ hai là 25 triệu trước khi về là 30 triệu. Sang nhà anh chuyển nốt 13 triệu là 43 triệu. Đấy. Ok anh em nhá. Em tạm dừng video. Và hy vọng chiếc xe này là tối em đang lên là bác nào nhanh tay vận may sẽ đến nhá. Đấy, bình xăng đẹp này, dán hết ly lông rồi anh em nhá. Đấy, dán hết ly lông rồi. Đấy, dán hết ly lông rồi. Về chỉ có đi thôi. Đây cho anh xem lại củ máy nhá. Em nhắc lại cho anh em là củ máy nó quan trọng lắm anh ạ. Quan trọng nhất là củ máy. Củ máy này sạch sẽ từ trong ra ngoài này, đúng không? Đây là nước đây nhá, vừa rửa này. Đấy, vừa rửa đây là nước thôi. Chế này, canin này. Đầu bò này, anh em nhìn quả hơi đầu bò này đẹp không? Đấy, phê luôn anh em nhá. Đấy, hơi đầu bò này. Đốc này. Đấy. Tất cả mọi thứ em đều công khai hết. Còn những bác nào bảo Kiên ơi có thể thêm cho anh đồ này để thêm tiền thì em có thể thêm được anh em nhá. Anh hiểu vấn đề chưa? Ví dụ anh em muốn thêm vào 50 hay là 60 hay 100 là tùy anh em. Còn anh em bảo Kiên ơi thì rẻ được không? Bớt bình xăng ra, bớt thủ trước, bớt yên ra là em rẻ. Thì anh em quay lại bản bản 26 triệu nhá. Đấy em nói thế cho anh em thoải mái. Ví dụ nhiều bác bảo anh ơi, em kết năm rồi, anh kết năm rồi. Nhưng mà kinh tế anh ít hơn như thế thì chú xem giúp anh không thì em vẫn làm được. Đấy, ví dụ em công khai con này là bán cho anh em là 39 triệu 550 nghìn. Anh em có lấy 43 triệu, anh em trừ đi 15% của khách. Và anh em cộng 3 triệu lại cho em, nó ra số tiền gốc. Đấy. Thì anh em mua chiếc xe này, anh em ăn ra được của người ta là 6 triệu 450 nghìn. Đấy, thì phải lọc lại cho em 3 triệu. Cái tiền em cộng cà phê em phải được 3 triệu chứ đúng không? Thế chẳng nhẽ này em trừ đi em lại lấy. Đúng ra con này em phải bán ra ngoài là đủ số tiền đấy. Và anh em mất thêm tiền làm thêm. Nhiều bác đang nợ em đúng không? Để mất thêm tiền làm thêm 2 triệu buổi tối cho khách ấy. À, khách làm đêm ấy. Như bác trai ở Hà Nội. À, Văn Giang Nghiên đấy. Đấy nhưng mà anh mua chiếc xe này chả, chứ có phải tự dưng là anh em ăn không cái tiền làm đêm, anh em ăn không cái tiền chờ đợi không? Chỉ việc lấy không? Còn em bảo rồi, anh em không có thể mua bất kỳ chỗ nào. Không cần thiết phải mua nhà em, mua đâu cũng được. Nhưng quan trọng là anh em nên nhớ này. Ở đâu cũng thế thôi. Thóc gạo bây giờ là nó có tinh rồi, không ai là lừa ai được cả. À, đến với Trung Kiên là Trung Kiên sẽ luôn rõ ràng, cái gì zin em nói là zin, rõ ràng luôn. Cái gì lô em nói là lô cũng rõ ràng luôn. Còn một số cơ sở người ta phục dựng nguyên lên toàn đồ zin thì giá nó sẽ đắt anh em ạ. Thì nó sẽ đẹp hơn xe của em. Đúng không? Quan trọng là em là em chơi cái tầm tiền này cho tất cả bình dân, ai cũng có thể chơi được, ai cũng có thể đam mê được win. Chứ anh em cứ bỏ ra cái win 50, 70, 100, 200, 300 triệu thì nói thật anh em cũng có, em mới bán 2 con 200 triệu đấy. Đúng không? Nhưng vấn đề là mình chơi như thế thì là mình chơi một mình. Số lượng có hạn thôi. Còn đây là em chơi cả những người mà vừa tầm tiền. Chị ạ. Chị đâu ấy? Vâng ạ. Vâng ạ. Đấy, đang quay video và chị đi qua. Ok nhá, nếu anh chị em nào có nhu cầu mua xe, phục dựng xe thì theo dõi em, ủng hộ em. Nhấn mạnh là alo cho em qua số hotline của em là 0778 24 48, hoặc 0358 444 888. Hotline mới của em là 0354756789. Đấy, anh em alo cho em. Em sẽ phục vụ anh em 24/24 luôn, anh em gọi bất kỳ lúc nào cho em. Chứ nhiều bác trai bảo Kiên ơi, anh thấy chú đăng đi muộn quá, anh đi điện cho chú nhưng mà sợ chú ngủ, không có đâu anh em nhé. Em nhắc lại này, riêng em là người phục vụ bán hàng, em sẽ chiều anh em kể cả lửa lên, anh em thích em ship anh em. Đấy. Anh em thích ship ngày em ship ngày, anh em thích ship đêm em ship đêm, anh thích ship giờ làm ship giờ đấy. Còn một số bác phải đi làm ban ngày ban tối mới nhận được thì em ship ban tối. Đấy, còn quan điểm của em nó mua anh em mua thì em mua bằng niềm tin. Nên ship ngày ship đêm nó không quan trọng anh em ạ. Nó không quan trọng đâu, quan trọng niềm tin thôi. Còn anh em nhận xe nhà em chỉ mong anh em hiểu một điều này. Nếu nhận xe nhà em, nếu bị lỗi bất kỳ cái gì, anh em cứ alo cho em. Chứ đừng có mang đi linh tinh xong là hỏi. Thì anh em là người mất tiền, còn em là người mất khách.
Đấy anh cứ hiểu như thế. Còn đến với em ấy thì tiền nào của ấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ bao nhiêu, anh em nhận về giá trị cho bao nhiêu. Đấy, đến với em là em được việc chứ không phải cho xong việc đâu. Em làm cho được việc phải xong việc, và em không muốn lỗi một tí nào cả. Anh em nghe rõ, em không muốn lỗi một tí nào cả. Vì em này phải bảo hành mà. Ví dụ lỗi em không bảo hành cơ thì em mới sợ. Em mới muốn nó lỗi. Nếu lỗi không bảo hành em sẽ muốn nó lỗi, nhưng đây em bảo hành nên em dạy thì muốn nó lỗi để em phải bảo hành, đúng không anh em? Đấy. Như một chiếc xe mới, nó là một chiếc xe mới luôn chứ không phải là như nữa rồi. Đấy. Còn đồ zin đồ lô thì phụ thuộc vào túi tiền của anh em. Đấy. Con này hy vọng tối nay anh em là chốt, bác nào sinh năm 1982 được thì tốt. Còn không, bác nào đúng chân đam mê mà đang rõ Trung Kiên bảo là anh đang cần một chiếc xe mà thanh lý ra đây thì đúng chiếc này rồi. Còn nhiều bác bảo em ơi, cái giá đấy anh chưa chơi được thì anh cần chiếc xe ít tiền hơn thì em tháo đồ ra thôi. Em bỏ đồ ra em vào đồ khách cho anh em là xong. Anh em bỏ cái bình xăng ra anh em đã trừ được 3 đến 5 triệu rồi. Anh em bỏ cái yên ra anh trừ ra 1,5 triệu rồi. Anh em bỏ bộ sinh nhan anh em trừ được 3 triệu đi. Anh em bỏ cái thu trước ra anh em trừ được 3 đến 5 triệu rồi. Thế là nó rẻ đi có gì đâu. Đúng không anh em? Đấy. Ok nhá. Đấy, chào tất cả chị em. Em tạm dừng video đây. Đấy, em đăng chiếc xe này lên. Bây giờ là mấy giờ tối nhỉ? Bây giờ là 6:30 tối. 6:30 tối nhá. 6:30 tối em đăng lên. Nếu bác nào alo nhanh cho em là bác ấy được. Em nhắc lại này, bác nào mua chiếc xe này ăn ra được không cái biển 1982 nhá. Ăn không biển 1982. Và cũng ăn ra được 3.450.000. Vì em trừ chiếc khấu đi 6.450.000 mà. Em cộng 3 triệu. Đấy. Còn anh em muốn thêm đồ em thêm đồ, mà anh em muốn bớt đồ em bớt đồ. Đấy, đến với em nó rõ ràng như thế. Còn em nhắc lại là tất cả cộng đồng mạng là trên cộng đồng mạng có rất nhiều người, rất nhiều người dọn win và phục dựng win. Đấy. Thì em chỉ mong các bác hiểu này này. Các bác tin tưởng ai, các bác có duyên với ai thì các bác đến với người đấy. Còn tất cả anh em trên hội đồng cộng đồng win đều tử tế hết cả. Đều là người ok hết, đều phục dựng xe đẹp hết. Nhưng quan trọng là cái túi tiền thôi. Túi tiền của khách hàng bỏ ra bao nhiêu thì mình phục dựng xe đẹp đến bấy nhiêu. Đấy, và tiền nào của ấy. Còn em luôn công khai nhà em phục dựng như này. Nếu anh em có xác xe gửi cho em thì là 20 triệu. Còn nếu không có xác xe anh em gửi cho em thì là 26 triệu là cả xác xe. Em phục dựng như là 26 triệu. Ví dụ anh em thêm cái gì em tính tiền đấy. Ví dụ anh em thêm cái thổ trước 5 triệu hay thêm dụng 3 triệu chẳng hạn. Nó là 3,5 triệu hay 5 triệu rưỡi chẳng hạn. Thì em phải trừ cái thụt gốc nó đi. Ví dụ anh thêm thụt 3,5 triệu, em trừ 500 cái thụt cũ đi là còn 3 triệu thì là 29 triệu. Thêm bình xăng 3,5 triệu trừ đi cái bình xăng lô của nó 500 là còn 3 triệu. Thế là 31 triệu, bị cái sinh nhan anh thêm 3,2 triệu anh trừ đi, đấy cứ thế trừ đi thôi. Còn đây là cái thụt nhà này, thụt là thụt 5 triệu, bình xăng 5 triệu. Đấy, yên 1,5 triệu, sinh nhan 3 triệu, là anh em đến tiền nó lên thôi. Đấy, 26 triệu cộng với cả thụt với bình xăng là 10 triệu 36 rồi. Yên 1,5 triệu là 37,5 triệu, sinh nhan 3 triệu là 40,5 triệu. Đấy, mấy cái biển 1982 của anh ấy nữa. Đấy, cứ thế cộng mà nó ra số tiền thôi. Chứ còn bây giờ anh em mua nhà em, anh em hỏi cái gì em trả lời được hết. Đấy, còn em luôn công khai rồi. Đấy. Chứ không phải em giấu giếm nhá. Còn các bác có thể tìm cơ sở nào rẻ hơn này. Đấy, uy tín hơn này. Hay là nhẹ nhàng hơn này, ăn nói nhẹ nhàng hơn em này. Hay là đơn giản vì bất kỳ do em không quan tâm. Em chỉ quan tâm là em có thế nào em bộc lộ như thế. Còn nhiều bác bảo em là sao chú nói nhiều thì em xin phép anh em đính chính lại này. Em là người bán hàng nên bắt buộc em phải nói, em giải thích cho khách hàng hiểu. Còn em cũng công nhận, em công nhận nhá, không phải em phản bác, em công nhận em nói nhiều thật. Nhưng mà em bắt buộc em phải nói để cho khách hàng em trên mạng hiểu. À ừ, đây cái xe như thế, bán như thế, còn cái gì, còn mất cái gì đấy. Chứ còn chẳng em bán hàng em cứ im lặng à? Đúng không? Em không nói gì à? Thế thì anh em biết làm sao được? Đúng không? Em phải phân tích, cũng là cái bình xăng nó phải có 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 20 triệu. Thậm chí anh Tuyên nó bán được hơn 50 triệu. Cái bô ngày xưa em nói có mười mấy triệu thôi, bìa cái bô giờ mấy chục triệu cơ. Đấy. Đồ win càng ngày càng lên anh em ạ. Đây là đồ cổ. Đấy. Đấy nhá anh em nhá. Có xe nào thì em quay qua như thế em đăng video nhanh lên. Nếu bác trai nào đang phân vân một chiếc xe win, chờ đợi một chiếc xe win mà quá ngay thì chỉ có chiếc xe này thôi. Còn lại thì em đang phục dựng trong nhà đây là những chiếc xe mà có khách hết đây này. Đấy, chờ phục dựng đây anh em. Đấy. Đấy anh em nhá. Ở nhà em, cửa hàng em đây. Đấy, anh em chốt thì alo nhanh cho em. Đấy. Rất nhiều xe luôn anh em nhá. Đấy, đang làm đây anh em này. Đây này. Anh nhìn đây này. Đấy. Phục dựng đây anh em nhìn này. Đây. Con xe này con 29 5065 nhá. Đấy, của anh trai mà anh ở bố anh mới mất đúng không? Em hứa với anh trong tuần này xong thì em trong tuần này xong cho anh nhá. Đấy. Và anh em đây anh em nhá. Đấy, xe đây đang rất nhiều xe anh em này. Xe này. Đấy. Bãi xe nhà em kia nữa kìa. Đấy. Ok anh em nhá. Đấy. Trung Kiên chào tất cả anh em. Một lần nữa anh em xem nhớ like và đăng ký kênh giúp em, chia sẻ video cho tất cả anh em nhóm biết.
Em là trung viên mô tô, em chuyên phục vụ huyền thoại Win 100. Đấy. Ok. Đấy, em làm cái video em đăng lên nhá. Em đăng lên, nếu anh em mua thì alo nhanh cho em nhá. Những bác trai nào mà đang đặt xe nhà em, nếu cần gấp thì điện cho em sẽ làm gấp. Còn nếu không cần gấp thì bình tĩnh cho em. Còn em nhắc lại, những bác nào mà em hẹn đến quá 3 lần mà không lấy thì em sẽ nhượng lại chiếc xe cho những người đến sau. Vì hiện tại đang quá tải, có rất nhiều người đang chờ lấy xe thì các bác lại trong cái rủng rưng không lấy. Đấy, em sẽ thanh lý hết đấy anh em nhé. Em chào tất cả anh em. Ok, chốt kèo thành công chiếc xe này cho bác trai nào thật nhanh tay, vận may sẽ đến. Đây là giờ vàng bán xe nhé. Đấy, em vẫn đăng lên thì thường thường chỉ 5-10 phút hay là trong 24 tiếng là bay. Còn những cái chiếc này nó nặng là nặng cái biển thôi. Nhiều bác không đúng biển thì các bác mua vào thì các bác sẽ bảo nó bị đắt, nhưng không phải, chiếc xe này đã khấu hao được trừ biển rồi. Tiền biển đã trừ rồi, anh em chỉ mua về chế độ bình thường như bao nhiêu người, và ăn không cái biển. Và em nhắc lại, em sẽ con biển 1982 này em sẽ không rút hồ sơ, nhưng nếu anh em thích về tên chính chủ em sẽ hỗ trợ cho anh em bỏ cái biển này ra lấy biển khác. Đấy, nhưng nó sẽ mất thời gian, mất tiền làm lại anh em nhé. Nên là nếu bác nào mà chiếc xe nào đó rút hồ sơ thì em xin phép là em sẽ đảm bảo an ninh cho anh em trọn đời thôi. Nếu anh rút hồ sơ vào tên anh em là em hết trách nhiệm về bảo hành an ninh. Nhưng nếu anh em để nguyên cái biển này thì em có trách nhiệm cho anh em cả đời luôn. Đấy, mà biển nó biển 4 số, biển 5 sinh, nó đẹp như thế, anh em rút làm cái gì, nó lãng phí. Còn nếu anh em thích về biển Hà Nội, em hỗ trợ rút biển Hà Nội. Hồ sơ em rút hồ sơ như theo em, biển này em sẽ bán trắng luôn để tránh mất thời gian của anh em. Và nhắc lại là em ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra đúng như em tả, những như video này anh mới giả tiền. Và em đã ship tận nhà anh em rồi thì anh em chạy đâu được nếu em sai, đúng không? Đấy. Ok, em chào tất cả anh em nhé.